Và chào mừng quý vị đã đến với tập tiếp theo của Zombie Tsunami. Ok, hôm nay mình có phần thưởng là 3 viên kim cương thu nhập rồi, thu thập rồi, chơi thôi. Có biết combo người ra đầu thì như thế thì sẽ không tiền mất. Một người đi sắc thi. Ô, thu nhập là perfect. Bạn đã mở khóa được Chima. Chima luôn. Chima luôn. Sẽ cùng khủng khiếp. Đây là 30 kim cương để mua quả trứng đầu tiên. Ok luôn. Click vào đây. Tặng quà miễn phí đi. Đập trứng. Chima 5.1. Mình sẽ test thử cái vật này xem nó như thế nào. Chima chắc gì đã hút được tiền. I am so hungry. Yeah. Vui 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 vui
Sí. Perfect. Bạn đã mở khóa được chiếc mũ. Khoan, đây là cái tóc giả đấy chứ. Mình lại mua ngay được cho tóc. Right, come on. Cái này là cái gì à? 10 giây hỗ trợ biến hình. Nhân 2 thôi mà. Rõ nè. Đi đi. Vào chợ tôi nào anh em ơi. Không thể cơ mà. Đây để kết hợp hai chim tốc tối ra. À và cùng một điểm. Nghe đồn có một cơn mưa su nặng che khuất. Tóc vứt được. Where's my? Ok, lên đường, em lên đường nào. Trong buồn cười rồi luôn. Oh my god, chơi rơi một người bạn. Perfect. Đốp. Bốn người thì chưa đủ để lật đổ một cái xe buýt. Ăn một quả dứa nào. Không. Pin chưa? Oh my god, xem một người bạn. Có một cái bình. Các bạn. Không, cái xe tăng. Perfect. Okay, I don't know.
No, 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 no. Bán một thẻ cao sổ số, một còn lại phá hủy 10 vật thể bằng ninja. Mẹo dùng đồ nâng cấp của ninja, 7 còn lại bay hờ trên mặt đất 10 lần ở trạng thái bóng bay, một còn lại. Ok, vậy là chúng ta đã hoàn thành xong tập 4 của Zombie The Tsunami rồi. Không biết tập 5 có cái gì mới lạ không? Chúng ta xem nhé. Cảm ơn quý vị đã xem video của mình. Hẹn gặp lại quý vị ở các video tiếp theo. Chào tạm biệt. Bây giờ mình sẽ đi học bài đây.